Gần 3 năm nay, tình hình khan hiếm vaccine dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim và vaccine 6 trong 1 Infanrix vẫn trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Và đến thời điểm này thì hai loại vaccine trên gần như đã không còn có mặt ở tại Việt Nam. Cả người dân và các cơ sở y tế đều đi săn lùng, vét từng liều vaccine với giá vài triệu đồng. Và chính vì điều này mà khiến cho rất nhiều chuyên gia đã nhận định việc lệ thuộc vào một hay hai nhà cung cấp vaccine dịch vụ là phương án không thông minh, không phù hợp. Và câu hỏi được đặt ra là có hay không sự độc quyền trong nhập khẩu và phân phối hai loại vaccine rất quan trọng với trẻ em này. Những giải thích của chị Linh, cán bộ phòng tiêm chủng Sapo Lò Đúc với khách hàng về vaccine dịch vụ 5 trong 1 và 6 trong 1. 8 năm công tác trong ngành, chưa bao giờ chị thấy nhu cầu về vaccine của thị trường lại cao như 1-2 năm trở lại đây. Gần chục năm trong ngành thì tôi chưa bao giờ thấy là nhu cầu của khách mà cần cái vaccine 5 và 6 trong 1 và nhu cầu tiêm tất cả các loại vaccine khác nhiều như là cái năm nay. Câu chuyện về sự thiếu hụt khan hiếm vaccine đã được cảnh báo từ mấy năm nay. Vậy mà cho tới thời điểm này, tình trạng vẫn không được khắc phục. Lý do từ phía nhà sản xuất đã không còn thuyết phục với người dân. Tôi cho rằng là cái việc tăng nhu cầu của người dân đổ sang cái vaccine dịch vụ ấy, thì không có gì gọi là khó hiểu và hoàn toàn có thể nhận định được. Khi mà chúng ta cảm thấy là cái trào lưu dư luận và những cái vấn đề về tai biến vaccine đã thực sự xảy ra. Thế giới có ít nhất 6 nhà sản xuất vaccine cộng hợp, tức là vaccine chứa nhiều thành phần kháng nguyên trong một liều tiêm. Nhưng đối với hai loại vaccine dịch vụ 5 trong 1 và 6 trong 1, thì Việt Nam lại chỉ lệ thuộc vào hai nhà sản xuất là GlaxoSmithKline và Sanofi Pasteur. Điều này có nghĩa không thể nói các nhà quản lý không biết về hệ thống nguồn cung. Nhiều chuyên gia cho rằng đó chính là hậu quả của cơ chế độc quyền nhập khẩu, sản phẩm độc quyền và nhà phân phối độc quyền. Một là nguyên nhân thị cầu nhu thị trường tăng cao, mà hai là nguyên nhân cơ chế độc quyền không phải là vấn đề quyết định, mà quyết định là cái chính sách quản lý của ngành y tế trong lĩnh vực vaccine và tiêm chủng nó có nhiều bất cập. Cơ sở sản xuất vaccine có rất nhiều trên thế giới này, chắc chắn là có nhiều các công ty khác nhau. Thế thì việc mà để cho mình bị lệ thuộc vào một nhà tài trợ nào đó, một nhà gọi là cung cấp vaccine nào đó, trong trường hợp này là vaccine dịch vụ, tức là phụ thuộc vào một cái nhà cung cấp nào đó, thì đấy là một cái phương án không thông minh. Những lo lắng của người dân về công tác tiêm chủng thời gian qua là hoàn toàn có cơ sở. Sẽ khó ai chấp nhận đưa con đi tiêm để rồi con họ có thể gặp bất cứ biến chứng nào. Việc tạo ra cơ chế độc quyền không chỉ làm khan hiếm vaccine mà còn khiến cho giá của mặt hàng này cao hơn nhiều so với các nước khác.